Duy trân trọng mến chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Duy võ mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều an lạc và luôn luôn khỏe mạnh và tự thân mình làm chủ sức khỏe của bản thân, không phải phụ thuộc vào thuốc, không phải phụ thuộc vào thầy thuốc và không phải phụ thuộc vào vào bác sĩ và có thể tự do đi lại, đi du lịch ở khắp mọi nơi mà mình muốn. Thì hôm nay thì trên đường duy đi loại bộ leo núi từ dưới chân núi, di xuất phát từ chùa Phổ Tịnh ở Hoàng Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang, thì Duy thường là khi ra đây, Duy hay leo lên trên đỉnh Ma Thiên Lĩnh là một cái đỉnh núi rất là đẹp, một trong ba đỉnh núi rất là đẹp của Hoàng Sơn. Và trong quá trình đi bộ như vậy thì sẵn như quay lại cái cảnh thiên nhiên còn hoang sơ của Hoàng Sơn để cho mọi người được chiêm ngưỡng, mọi người biết đến Hoàng Sơn. Và nhân tiện đây thì Duy chia sẻ một cái bài nói chuyện. À, với cái chủ đề được mang tên là ừ, lợi ích của đi bộ đối với sức khỏe, lợi ích của việc đi bộ đối với sức khỏe, thì đi bộ, đi bộ là một trong những cái cái việc mà mọi người nên làm mỗi ngày nên làm mỗi ngày. Bởi vì sao? Theo cái khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới Về WHO, nếu như á mỗi người chúng ta mỗi ngày đi bộ khoảng 4 hoặc 5 cây số hoặc là 10.000 bước. Và chúng ta đi bộ trong một cái tâm thái thoải mái. À, giảm bớt hết tất cả những cái gánh nặng buồn phiền của công việc, của gia đình, của chuyện cơ quan. Nghĩa là mình đi bộ trong một cái tâm thái là à, mình mình enjoy à, mình 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 thưởng thức cái quá trình mình đi bộ, mình tập trung vào cái bước đi của mình gọi là thiền hành hay là tập trung vào cái hơi thở của mình đó, trong quá trình đi bộ thì không nhất thiết là quý vị đi bộ leo núi giống như duy đâu duy đi bộ leo núi là sẵn tiện rồi mình mình hít không khí trong lành của rừng núi gọi là tắm rừng đó thì nó sẽ có lợi ích hơn và mình đi bộ dưới đất liền thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn so với mình mình đi bộ mình leo núi ha đi bộ leo núi thì cái cái mình phải cần nhiều năng lượng hơn cái cơ bắp mình sẽ hoạt động nhiều hơn mọi người cứ đi bộ bình thường ở những cái công viên cây xanh hoặc là đi, đi bộ gần những cái ai mà sống gần biển không khí biển thì có thể đi bộ kết hợp với việc là hít thở không khí biển là cực kỳ tốt đó thì duy sẽ giải thích cho mọi người là những cái lợi ích của việc đi bộ thì theo khuyến cáo của who tổ chức y tế thế giới thì nếu như chúng ta duy trì việc đi bộ hàng ngày 10.000 bước mỗi ngày thì gần như những cái bệnh mãn tính như là tim mạch này như là bệnh về về uh, huyết áp sơ vữa mạch máu bệnh về men gan cao mỡ máu cao uh, bệnh về ung thư uh, bệnh về tiểu đường uh, bệnh về béo phì uh, vân vân đau nhức xương khớp uh, gần như là được phòng bệnh từ xa và nếu như ai lỡ như đã mắc những cái bệnh mãn tính kể trên đó như là nhất là tim mạch à, tim mạch và và tiểu đường đó, à, ung thư đó, đó thì mọi người nếu mà xuyên đi bộ mỗi ngày 10.000 bước à, thì gần như đó, là sau 3 tháng 4 tháng có thể đẩy lùi à, tất cả những cái bệnh trên và nếu như mọi người biết đến thực dưỡng hiện đại ăn uống điều chỉnh ăn uống à, cân bằng điều chỉnh cái lối sống ngủ nghỉ hợp lý cân bằng à. và điều chỉnh cái tinh thần của mình à, tốt nữa thì gần như á, là mọi người không lo đến bệnh mọi người không phải phụ thuộc vào thuốc à. thì cái lợi ích thứ nhất của cái việc đi bộ ha như kể đầu tiên á, đi bộ á, giúp cho cái cái đầu óc của mình nó được sảng khoái cái tinh thần của mình được thoải mái bởi vì sao bởi khi bởi vì khi mà mình đi bộ mình vận động á, thì cái hệ mạch máu của mình á tức là tim của mình sẽ đập nhanh hơn hệ tuần hoàn của mình nó sẽ hoạt động với cái cường độ cao hơn do đó nó sẽ mang dinh dưỡng đến mọi nơi của cơ thể mọi nơi của cơ thể và nó sẽ kích thích cái phổi của mình kích thích cái phổi của mình nó hít thở sâu hơn cho nó nó dung nạp dung nạp oxy trao đổi co 2 tốt hơn thì mọi người khi mà duy đi bộ lên núi như thế này nè duy vừa nói chuyện thì mọi người có thể cảm nhận được cái hơi thở của duy cái hơi thở nó sẽ 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 nhanh hơn mạnh hơn và khi oxy cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cung cấp đầy đủ mang đến từng tế bào thì làm cho đầu óc mình nó thoải mái kích hoạt kích hoạt cái hệ ruột của mình cái hệ ruột của mình nó sẽ nhu động nó tăng lên nó sẽ đẩy thức ăn đi trong ruột hiệu quả hơn những ai mà bị bệnh về táo bón nè những bị bị bệnh về gọi là suy giãn tĩnh mạch thì mọi người đi bộ cũng rất là tốt thì các bạn thấy là những cái người mà những cái người mà nhà khoa học á thì khi mà họ suy nghĩ một vấn đề gì đó mà họ chưa tìm ra lời giải đó thì thường là họ thách thức cơ thể của họ đó bằng cách là bước ra ngoài đi bộ đi xung quanh cái văn phòng nơi làm việc của họ á, hoặc là đi vào những cái 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 nơi có nhiều cây xanh công viên thì họ có thể ngộ ra vấn đề họ có thể tìm được cái giải pháp tốt hơn thì lý do là gì máu huyết lưu thông lên não tốt Tế bào não nó sẽ hoạt động Và người giúp cho người ta có thể Tìm ra những cái phát minh hay à, Hoặc là ngộ ra những cái vấn đề Mà người ta đang nghiên cứu đó. Thì quý vị để ý đi những cái nhà khoa học giỏi á, à, Hoặc là những cái chính trị gia đó Họ rất là thích đi bộ à, là ích như vậy Rồi, à, đi bộ Còn là cái cách để mà dạ, Ngăn ngừa cái sơ vữa Mạch máu Ngăn ngừa sơ vữa mạch máu sơ bữa mạch máu là sao là cái khi mà tim mình á, đập để mà nó nó co bóp nó đẩy máu đi bên trong động mạch thì nếu như à, cái máu nó ứ trệ ha, nó không tim nó không có khỏe và đặc biệt là mình ăn những thức ăn acid cao á acid cao như là đạm động vật heo bò gà đó. À, đường đường tinh bánh ngọt như hay chia sẻ ra một ít rau củ á, thì rất là dễ đóng những cái cholesterol xấu nó đóng trong cái cái thành động mạch của mình á, thành mạch máu của mình và ngày một dày lên ngày một dày lên thì khi mà nó đóng dày lên như vậy á, chiếm à, khoảng 60 mươi tám mươi cái đường kính của động mạch của mình á, thì dẫn đến là nguy cơ là mình bị cao huyết áp mình bị sơ vữa mạch máu lâu dài thì cái thành mạch máu của mình nó không co giãn được nữa à, cho nên á, là rất là dễ dẫn đến cái nguy cơ là tắc nghẽn à, thiếu máu não thiếu máu cung cấp cho tim dễ gây nhồi máu cơ tim à, hoặc là tắc nghẽn do cục máu đông à, thì gây gây là đột quỵ à, đó thì 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 khi mà đi bộ như vậy thì máu huyết nó sẽ lưu thông tốt hơn những cái mảng sơ vữa đó nó sẽ ít hình thành và ít bám vào thành mạch máu hơn à, và mình sử dụng năng lượng nhiều hơn triệt để hơn à, và đi bộ với cái tâm thái nó nhẹ nhàng nó thoải mái à, chứ không phải không cần nhất thiết là mọi người phải chạy mọi người phải tập tạ hay là mọi người phải vận động thật là mạnh đâu. À, quan trọng của cơ thể là máu huyết phải lưu thông, lưu thông một cách à, nhẹ nhàng, điều hòa là được. À, và trong quá trình đi bộ á, thì một cái điều quan trọng như thế này nè, là toàn bộ cái ổ bụng của mình, ha, mình đi bộ thì nó sẽ được nâng lên, hạ xuống, mình hít thở sâu hơn. À, và cái động tác của người mình gặp người như vậy á, ha, à, đặc biệt là leo núi á, mình hay gặp người, mình hay co giò mình hay hít mạnh lên, ha. À, thì nó sẽ massage cái nội tạng cho mình massage ruột nè massage gan nè massage phổi nè massage tuyến tụy nè massage dạ dày gần như toàn bộ cái nội tạng trong ổ bụng mình nếu mình ngồi ở một chỗ mình ít vận động đặc biệt là nhân viên những cái người làm việc văn phòng thì máu nó bị bị ứ trệ trong nội tạng cơ mình có thể vận động để để mà mình massage nó để mà bơm máu để mà giúp máu huyết lưu thông nhưng mà nội tạng nó nằm cố định ở trong ổ bụng mình nè, đó, trong lòng ngực của mình nè, thì làm sao mình massage cho nó, thì chỉ có một cách là mình phải vận động, vận động cuối người, vận động bằng cách đi bộ nhẹ nhàng, đó, thì máu huyết lưu thông đến từng mọi ngõ ngách của tế bào, thì nó sẽ làm cho cái hệ mạch máu của mình nó được thông thoáng những cái mảng sơ vữa và nó ngăn ngừa cái hiện tượng là huyết áp cao, ngăn ngừa cái nguy cơ dẫn đến đột quỵ hay là những cái bệnh à, tim mạch à, đó thì ngoài ra thì gì lợi ích của đi bộ nữa là nó sẽ tăng cái à, tiết giúp cho mình tiết mồ hôi à, tiết mồ hôi thì à, đào thải độc tố qua da mà đào thải độc tố qua da tốt á, thì nó sẽ hỗ trợ cho gan thận mình trong cái việc hóa giải độc tố tức là nó giảm cái gánh nặng bài tiết cho thận à, cho gan à. và khi đi bộ như vậy á, thì cái sự kích thích ha, khi mà đi bộ á, mình sẽ kích thích cái sự hoạt động của thận những ai mà bị suy thận yếu thận thì mình có thể đi bộ thường xuyên đi bộ gần biển đi chân không trên cát vận động những cái thao tác những cái động tác là cúi khum người đó giống như là cút đất hay là cấy mạ của ông bà ngày xưa đó. thì nó giúp kích thích cái vùng thắt lưng của mình cái vùng đốt sống từ l1 đến l5 khi mà cái vùng đốt sống lưng đó nó được được kích thích thì nó sẽ kích thích cái hoạt động hiệu quả của thận À, rất là hay rất là tuyệt vời ngoài ra thì đi bộ còn giúp cho giảm cái nguy cơ béo phì tức là những cái mỡ thừa nó sẽ được đào thải tốt nó giảm cái tích lũy mỡ ở trong những cái nội tạng trong ổ bụng của mình mình sẽ giảm cân một cách tự nhiên nhưng mà chú ý là muốn giảm cân hiệu quả đó thì cái ưu tiên cái ưu tiên quan trọng nhất là vấn đề điều chỉnh cái ăn uống À, thì mọi người xem cái chuỗi video nói về giảm cân của Duy thì điều chỉnh ăn uống một cách cân bằng á, nó sẽ mang lại lợi ích cho cái việc giảm cân nó hiệu quả hơn là mình phụ thuộc vào cái chuyện vận động để đốt mỡ thừa à, ăn uống cân bằng thì cơ thể mình thải độc tốt đặc biệt là ăn ăn gạo lứt nè à, ăn rau củ nhiều hơn là là đạm động vật và ưu tiên cá thép con đó là những cái điều quan trọng để giảm cân và cái chuỗi video nói về giảm cân của Duy trình bày rất là chi tiết Và cả trong cái quá trình là gì Nhịn ăn, giảm cân kết hợp nhịn ăn 16-8 Nhịn ăn à, ngắn ngày ha, Cũng hỗ trợ tốt cho mình Nếu mà nhịn ăn đúng Trong quá trình là à, à, giảm cân Và điều chỉnh lại cái cân nặng của cơ thể phù hợp Và điều chỉnh như vậy mình vẫn khỏe mạnh nha Chứ không phải là Cái phương pháp giảm cân ngắn hạn à, Và không hề tốn kém luôn à, Đó là những cái 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 lợi ích Mà Duy chia sẻ về việc giảm cân à, và tiếp theo là gì đi bộ còn giúp cho mình cải thiện cái tình trạng trí nhớ của mình bởi vì máu huyết lưu thông tốt lên não bộ và những cái người nào mà hay bị những cái bệnh về tâm lý bị u uất bị trầm cảm thay vì ngồi ở nhà thì bệnh sẽ nặng hơn thì hãy khuyến khích những người đó đi bộ hoặc là tìm một cái công việc gì đó để vận động tay chân vận động tay chân máu huyết lưu thông và họ tạm quên đi những cái lo lắng buồn phiền đó thì đi bộ sẽ giúp ích cho rất là là nhiều người bị bệnh như là mất ngủ nè bị bị trầm cảm nè bị stress nè thì nó sẽ giải tỏa hết tất cả những cái điều đó cho cho bản thân mình và tiếp theo nữa là đi bộ có hiệu quả cực kỳ tốt đối với bệnh tiểu đường những ai mà bị bệnh tiểu đường mới phát hiện bệnh tiểu đường mới phát hiện thì đi bộ 10.000 bước trong vòng 3 tháng có thể giảm nguy cơ có thể chữa lành bệnh tiểu đường 30%, tăng cái cái khả năng chữa lành lên 30%. và nếu mọi người biết thực dưỡng đó, kết hợp ăn uống giảm thịt tăng rau thai gạo trắng dùng gạo lứt à, kết hợp với việc à, đi bộ đi bộ sau à, sau bữa ăn thì gần như là mọi người có thể đẩy lui à, đẩy lui bệnh tiểu đường một cách dễ dàng à, đường huyết nó sẽ ổn định lại một cách nhanh chóng và mọi người không tốn bất kỳ một cái viên thuốc nào hết à, và cái người ở bệnh tiểu đường đó, thì thường là những cái nguy cơ là 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 suy thận thận nó yếu thận nó kém à, cho nên đi bộ lại kích thích cái thận nó hoạt động tốt à, nó lại hỗ trợ lại việc điều hòa huyết áp điều hòa đường huyết cho mình à, thì đó là những cái cái lợi ích à, duy chia sẻ về à, đi bộ có thể giúp cho chúng ta và chỉ đơn giản là chúng ta hãy nhấc chân lên à, chúng ta điều tiết cái chuyện ăn uống nhấc chân lên vận động đi bộ mỗi ngày thì giúp cho chúng ta phòng bệnh nâng cao sức khỏe nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ cơ thể chữa lành nhiều bệnh mãn tính mà duy vừa kể huyết áp tiểu đường tim mạch béo phì những cái bệnh về về thần kinh những cái bệnh về à, tim mạch vân vân thì duy hy vọng là cái video này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho quý vị quý vị hãy chia sẻ video này cho cho bạn bè người thân của mình cùng xem để biết đến những cái lợi ích của việc đi bộ đối với sức khỏe và phòng bệnh cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người trong video À, gần nhất à, sớm nhất trên kênh à, Duy Võ. Và chú ý là mọi người hãy à, theo dõi thường xuyên những cái livestream á, những cái livestream mà Duy à, thường chia sẻ đó, Vào lúc à, 5 giờ, 5 giờ chiều hoặc là à, 7 giờ 15 phút sáng. À, lúc nào mà Duy rảnh là Duy livestream và trong những cái livestream đó thì Duy thường thường thông báo ha, thường thông báo trên Zalo, Facebook à, hoặc là trong cái bài à, YouTube Boss à, của Duy á. Thì mọi người hãy chia sẻ cái đường link livestream để vào trực tiếp được nghe duy chia sẻ và đặt câu hỏi tương tác và duy trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người một cách nhanh nhất sớm nhất. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe an lạc và hẹn gặp lại trong cái video gần nhất sớm nhất. Hello, Hello anh, chào anh. <laughs> Xin chào rất chào. Okay là có một cái phòng cảnh anh. rất là đẹp à. rất là đẹp, đẹp không nhìn xuống á à. đẹp lắm cảnh nó là ok anh. À. Ở trong sức từ đây mà dưới mình lên đây đó Để, để cho anh coi nè Nhưng mà để đặt một cái kỷ uh, niệm anh Đẹp à. lắm Anh, anh tên coi. gì? Dạ anh tên Hoàng Hoàng hả? À? Ok dạ, Hello, anh... Em chào anh Hello, ở đâu anh? Ở đâu ra? Em ở uh, quận 8 À, Hồ Chí Minh hả? À? Hồ Chí Minh anh Ok Ok ừ. em chào anh Cái view anh chẳng anh Ờ oh, ok, cái view nè Cái view đẹp Rồi ra tới Ờ à, giờ đi chung với nhóm mấy bạn nữ nãy đó hả? Ok dạ. anh okay. ok Rồi Em tên gì? Em tên Vinh Vinh hả à? okay anh sẽ hướng dẫn mà, Anh cho. Đẹp lắm. Đi ok luôn. Được rồi, anh, anh 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 anh, tự, anh tự đi khám phá được rồi. Ok anh đi theo à. Rồi. Có 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 thời gian lên kênh Duy Võ xem nha. Duy anh... Võ hả? Ok. okay. anh, anh. Ừ. Okay. Trên đường đi gặp một số khách đi bộ du lịch tham quan á. thấy cũng rất là vui. Ai cũng đi thở hổn hển. <laughs> ok. À, trên đường này mình mình đi lên đỉnh Ma Thiên Lãnh á, thì mình sẽ đi lên đi lên tới đỉnh núi xong cái mình đi xuống À, nhẹ một cái thung lũng nữa à, thì cái đỉnh núi cái đỉnh ma thiên lãnh nó không có nằm trên 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 cao à, trên trên phía trên cùng mà nó nằm à, lửng lửng à, đằng sau cái thung lũng à, và và trên đỉnh núi đó mình có thể nhìn thấy toàn bộ cái cái sân tiên rất là đẹp hồi nãy cái bạn hồi nãy show cho mình coi đó à, và nhìn thấy nguyên cái bãi bàn á à, ok cảnh thiên nhiên rất là 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 kỳ vĩ luôn à, chút xíu nữa lên đó duy sẽ để quay cho mọi người xem nha à. Đây, Duy Võ cũng vừa lên tới đỉnh Ma Thiên Lãnh quen thuộc ở hòn Sơn nè. Thì khi lên đỉnh Ma Thiên Lãnh thì mọi người chú ý là nó sẽ có cái hang cái hang đá. Đây, mọi người thấy cái hang đá. Cái hang đá, mình có thể chui vào trong cái hang đá này rồi mình leo lên phía trên đó, là, là đỉnh Ma Thiên Lãnh. Trên cao cùng luôn. Nhưng mà ngay cái vị trí này đó mình sẽ thấy một cái bảng nè. Cái bảng hướng dẫn là đường xuống Sân Tiên. Thì đường xuống Sân Tiên thì mình đi theo cái hướng này sân tiên đi theo hướng này mình đi xuống thì thường là Duy lên đây là Duy xuống sân tiên đầu tiên xuống sân tiên mình có thể ngắm bao quát toàn cảnh biển luôn rất là đẹp mọi người đi từ từ ha đi xuống tới sân tiên thì mọi người thấy là thấy biển nè có cây nè có đá nè và nhìn qua mình thấy những cái đỉnh núi bên cạnh thì ở Hồn sơn nó có tới thực sự thực sự là tới chín cái cái đỉnh núi khác nhau trong đó có 7 cái đỉnh núi đẹp và có ba cái đỉnh núi gây ấn tượng đó là đỉnh Ma thiên lãnh đỉnh đầy thơ và đỉnh ông rồng đường xuống sân tiên thì đá nó chen với rễ cây đất tạo thành những cái bậc thang thiên tạo như thế này nè mọi người đi đi cẩn thận để trượt ha ở đây có một cái mỏm đá trời mưa là có thể chui vào trong này để trú mưa cũng được luôn và đi qua cái khúc này là mình sẽ đi nhìn thấy cái sân tiên bước xuống sân tiên là mọi người thấy là không khí nó mát mẻ tuyệt vời lắm à, hòa quyện vào thiên nhiên và và ở sân tiên thì duy thích à, ngồi trên sân tiên cả ngày luôn ngồi tới chiều Duy thích không khí trong lành à, cảm thấy rất là an lạc rất là tĩnh tâm à, vô cùng thoải mái à. ok đây xuống tới sân tiên rồi nè đi quay cho mọi người xem nha à, mọi người thấy không hiện ra một cái cảnh biển mênh mông bát ngát trời mây <laughs> xung quanh là là cây cỏ mình đang đi trên một cái tảng đá rất là rộng rộng đến 500 năm trăm mét vuông và nó chảy dài từ trên đỉnh mai thiền lãnh chạy dài xuống tới chân núi luôn à, đây có cái cây thiên tế nhìn cái hình khá đặc biệt <laughs> giống như cái người là giơ à, hai tay để mà chào đón quý à, quan khách đến à, ở dưới đây có một cái tượng phật bà quan âm à, tượng bà quan âm đây mọi người thấy không à, cái cảnh vật nó hiện ra à, vô cùng hùng vĩ à, cực kỳ đẹp luôn không uốn công à, mỗi lần lên tới đây là như thế là không uống công để đi lên đây bởi vì cảnh vật cảnh trí quá đẹp thiên nhiên quá hài hòa à, và và ngồi trên đây cả ngày thì thật là thật là sướng, thật là đã. Đó. Bên kia là cái đường dây điện, đó, đường dây điện đi từ từ xẻo nhào đi vào Hòn Sơn.Ở Và ở dưới này cái bạn thấy là mọi người thấy là cái bãi cát, đó là cái bãi bàng.Ở Hòn Sơn tới sáu bãi biển đẹp lắm. À, trong đó bãi bàng, ha, bãi bàng là một trong những cái bãi biển rất là đẹp. Trước đây thì cái bãi biển đẹp nhất là bãi nhà, nhưng mà người ta uh, quy hoạch đó, quy hoạch người ta làm cái đường bờ kè đó, nó làm mất đi cái bãi biển. À, mọi người nhìn lên nè. Wow! <laughs> đó phía trên đó là đỉnh ma thiền lãnh đỉnh ma thiền lãnh đỉnh núi và có một cái cây để nó bao nó che hết cái tảng đá rất là lớn đó. ok mọi người có thể lên đây ha rồi mọi người nghỉ lại cắm trại và buổi tối thì trời nó lạnh nha cho nên mọi người chú ý là mang theo liều võng và mền và và các cái vật liệu phù hợp các cái phương tiện phù hợp để mà giữ ấm cơ thể đó. còn cái đường ống nước này là người dân người ta lấy nước từ trên trên động cô liêu á À, đi về để xài à, nước rất là sạch rất là trong à, mọi người thấy tuyệt vời không <laughs> trên đỉnh ma thiên lãnh là có hai cái cục đá rất là đặc, đặc trưng nè à, nó dường như là muốn lăn xuống bên dưới vậy đó ở cái thế rất là treo leo và ngó qua bên phía bên trái là mình thấy cái đỉnh núi bên cạnh à, như nói là cỏ cây chen đá là như vậy đó đỉnh núi này nó à, nhấp nhô trùng trùng điệp điệp với đỉnh núi khác và phía dưới bãi bàn là có nguyên một cái rặng dừa cái rặng dừa trải dài từ trên xuống luôn một cái màu xanh thẳm lên đây thì hít thở không khí là gọi là tuyệt vời luôn ai mà ở sài gòn hay là các thành phố lớn mà ra đây mà được hít thở rồi là mọi người sẽ vương vấn và nhớ mãi cái cái mùi không khí và cái cái sự trong lành của khí biển ở ở hòn sơn à, đặc biệt là trên đỉnh ma thiên lãnh ở đây rất là treo leo nha duy không có khuyến khích mọi người đi đi ra đây à, mọi người thấy cái cái tảng đá chài chạy dài xuống chạy dài xuống tới bên dưới à, chân núi luôn à, bên kia là cái khu khu du lịch uh, fly up à, bên kia là cảng bến Nghiên cảng bến nghiêng khi nào dông tố dông gió nhiều thì tàu ở đó đậu hòn sơn thì rất là ít bão nha mọi người à, và biển cạn cho nên à, gần như là là tàu bè đi đi lại rất là thường xuyên à, từ đất liền mà ra đây chỉ có 90 phút thôi và sắp tới sẽ có chuyến tàu cao tốc là chỉ đi 45 phút thôi à, OK, vừa quay giờ mọi người thấy cái quang cảnh xung quanh ha, à, tuyệt vời như thế nào. Wow, uhm. không khí có thể nói là cực kỳ trong lành, à, mát mẻ, cực kỳ thoải mái. Mặc dù là duy đang ở giữa à, trưa nắng, à, nhưng mà thấy khi lên đến đây là coi như là hết hết mệt luôn, à, hết mệt luôn, gió mát.